Một xác chết được khâu đi khâu lại, chỉ còn bước cuối cùng đã có thể luyện thành quỷ xác ngàn năm, phong ấn trong quan tài để hấp thụ linh hồn của cả nghìn người. Chỉ thấy chiếc chuông trên tay người phụ nữ này rung lên, một thứ ánh sáng vàng trên phong ấn xuất hiện, chiếc quan tài gỗ vỡ ra, quỷ xác xuất hiện, ông già trừ yêu chém qua chém lại, mặt đất đột nhiên nứt ra, cũng không làm tổn hại được quỷ xác. Thấy sư phụ không thể thắng nổi quỷ, đệ tử đã rút roi ra giúp đỡ. Lúc này yêu nữ càng lắc mạnh hơn, quỷ xác cũng càng trở nên linh hoạt. Thấy đồ đệ lành ít dữ nhiều, ông ta để tay lên giữa hai lông mày, sau đó vuốt lên kiếm. Trong chốc lát, thanh kiếm đồng lấp lánh ánh vàng xuyên qua người quỷ xác, một tiếng nổ lớn làm ba người bay ra ngoài, sư đồ cũng bị thương nặng. Thấy khói trắng mù mịt trước mặt, cho rằng đã diệt trừ được quỷ xác. Lúc này ma nữ lại niệm chú vạn độc quy tông, kim thân bất diệt. Quỷ xác lại bước ra. Lão đầu thấy tình thế không ổn, bảo tiểu soái nhanh chóng đưa đồ đệ tiểu mỹ đi. Sau đó lão đầu rút sợi dây trói quỷ ra, trói quỷ xác thành bánh tét và bảo hai đồ đệ nhanh chóng rời đi. Chuông của yêu nữ rung mạnh hơn, quỷ xác trực tiếp làm đứt sợi dây. Sau đó bốn cái xương lớn xuất hiện công kích về phía trước, lão đầu chỉ có thể né. Nhìn thấy một con quỷ to lớn hung hãn như vậy, lão đầu bắt đầu đọc thần chú trong lòng không có nhân. Quỷ xác chóng mặt, nhưng lão đầu vẫn bị đóng đinh vào tường bởi hai chiếc cựa xương. Tiểu soái trốn thoát đến một túp lều, đối mặt với bốn người đàn ông đeo mặt nạ sắt, anh ta dùng súng hỏa mai đánh ngã họ, nhưng sau đó bốn người lại đứng lên. Lúc này một người phụ nữ thần bí từ trên trời hạ xuống, giữ chiếc trống ở eo và vỗ nhẹ vài lần đã thu phục được bốn người kia. Người phụ nữ bí ẩn phát hiện chất độc trong cơ thể tiểu mỹ, cách duy nhất để cứu cô ấy là để tiểu soái hợp nhất với sâu vương. Vừa đúng lúc bà ấy có một con sâu vương, nhưng nếu dung hợp thất bại thì sẽ biến thành như thế này. Có một người phụ nữ khó sinh, mẹ chồng đã mời bác sĩ phụ khoa. Tiểu soái khi vừa bước vào nhà, khắp nơi đều có rán mùa, ở trong phòng còn có giọng nói của một người đàn ông truyền đến, còn có người bị ném ra ngoài cửa sổ. Bước vào khuê phòng, nhìn thấy một người cưỡi trên một người khác. Đợi lúc tiểu soái kịp hoàn hồn, cửa phòng đã đóng lại, cửa sổ cũng bị đóng đinh vào gỗ. Tiểu soái thỉnh cầu thả anh ấy ra, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đóng gõ đinh. Tiểu soái quay lại nhìn thì thấy người phụ nữ mang thai đã biến mất, căn phòng đầy những thứ tà môn. Đột nhiên người phụ nữ mang thai nhảy ra, một người đánh một người chạy vòng quanh bàn. Đây còn là một người phụ nữ mang thai sao? Nó rõ ràng là một thây ma. Tiểu soái rút hai cây súng ra bắn liên tiếp vào thai phụ, thấy thây ma nằm xuống, tiểu soái mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thây ma lại đứng lên, túm lấy tiểu soái hung hãn quật xuống đất. Lúc này quan tài gỗ trong nhà sáng rực ánh vàng, một cây roi dài quấn cổ anh ta, đá lên đá xuống, một già một trẻ từ từ bước ra, bọn họ chính là pháp sư trấn tà. Hai pháp sư phối hợp với nhau đánh thây ma chui vào tủ gỗ cũng bị đánh nát vụn. May mắn một chiếc lưới bắt yêu đã chụp lấy nó. Lão đầu miệng niệm chú mới trấn áp được yêu khí, nhưng bọn họ không biết đây chỉ là quái vật đầu tiên. Bọn họ lại đến một trấn nhỏ, ở đây âm khí bao phủ, khắp nơi là những xác chết teo tóp. Có ba tên lang thang trong trấn, kiếm lợi từ những người chết ở đây, lấy vàng bạc châu báu ở trên xác chết. Lúc này, tên béo bị cắn bụng nở to ra, sau đó cũng biến thành quái vật. Một người khác cũng bị cắn bị thương, tên gầy trốn vào trong nhà, người bạn đã biến dị đuổi theo. Vẫn may tên gầy đã trốn được khỏi chúng, nhưng trong phòng vẫn còn ba người biến dị khác. Anh ta sợ hãi lết sang bên cạnh, tay vừa sờ xuống đã sờ vào thứ gì đó. Anh ta quay đầu nhìn, ở đây vẫn còn một người nữa. Lần này xong thật rồi. Nhà giàu rượu thịt để ôi, trên đường toàn xác chết cứng, bách tính lầm than, nhưng hoàng thượng vẫn ở trong hoàng cung nhảy múa. Một nhóm người đến bao vây hoàng thượng, đột nhiên có người lại gần, người này rút một cây dao ra, thì ra là thích khách. Vệ binh dễ dàng đánh bại một loạt thích khách, nhưng thích khách này thì khó đánh rồi. Mình đồng ra sắt đánh thế nào cũng vẫn bất động. Đây là một con quỷ xác do vương gia luyện thành, mục đích chính là tranh đoạt hoàng vị. Hoàng thượng tháo chạy đụng chúng vương gia, lúc này ông ta mặc long bào, đúng là đại nghịch bất đạo. Rất nhanh hai thị vệ mạnh nhất bị đánh bại. Vương gia đã cướp ngôi thành công liền muốn giết yêu nữ không có giá trị, tất cả chân tướng lộ ra. Yêu nữ bị chúng quỷ kế giơ tay lên lắc chuông hiệu triệu quỷ xác, ai ngờ vương gia còn là một chiếc chuông đồng lớn hơn. Yêu nữ nhặt cây tên đồng dưới đất đâm vương gia, kết quả bị quỷ xác một chiêu đánh bay. Lúc này tiểu soái và tiểu mỹ quay lại, tiểu soái đã nhập vào sâu vương, không những cứu được tiểu mỹ mà công lực còn gia tăng. Anh ta xông lên đánh quỷ xác giống như đang tập võ, từng đấm chính xác, từng chiêu mạnh mẽ. Tiểu soái với thân hình bùng nổ đánh gãy xương cựa, sau đó đá một phát trên không, chút hết tức giận gai xương cũng bị nhổ ra. Mặc dù quỷ xác bị trọng thương, nhưng dựa vào sự bất tử cũng có thể tiêu hao theo ngày đêm. Cách duy nhất là hấp thụ tà khí trong cơ thể, vô số linh hồn ma quỷ nhập vào cơ thể tiểu soái. Chỉ thấy một lực mạnh xuyên qua cơ thể tiểu soái từ trong ra ngoài. Tiểu mỹ để giúp tiểu soái giảm bớt đau đớn đã hôn anh ta, không ngờ làn khói đen lại biến thành làn khói trắng bay lên trời, những người biến thành xác chết trở lại bình thường. Vương gia bị dục vọng chiếm hữu đã đốt một quả bom hủy diệt tất cả trên thuyền. Lẽ nào chỉ có sức mạnh và tiền bạc mới có thể thay đổi mọi thứ không? Còn có tình yêu, đó mới là năng lượng tồn tại mãi mãi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.